Chào các bạn, hôm nay thì là mình xin giới thiệu với các bạn, chia sẻ với các bạn về một cái giải pháp cho những cái vấn đề da mỏng, yếu, nhạy cảm, dị ứng, đặc biệt là những vấn đề da nổi mạch máu dưới da này hay mẩn lên này, ngoài trời nắng, khi mà đi ngoài trời nắng thì là đỏ mặt này. Và trong trường hợp như thế này thì các bạn rất là sợ sử dụng mỹ phẩm, kể cả là hàng thiên nhiên hữu cơ hay là những cái sản phẩm handmade, rồi là những cái sản phẩm mà có thương hiệu tốt cũng đều rất là dễ bị kích ứng. Thì nguyên nhân đầu tiên ấy mà dẫn tới những cái vấn đề như thế thì là thường là cái do việc là chăm sóc da không đúng cách, chọn cái sản phẩm không đúng cái loại da của mình và sử dụng quá nhiều các sản phẩm mà tẩy lột da làm mất cái lớp bảo vệ của da, nhất là ở những cái lứa tuổi mà mới lớn, tuổi thanh thiếu niên ấy, thì các bạn luôn là ao ước có một cái làn da là trắng sáng và mịn. Vì thế là các bạn bất chấp tất cả để mua những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc này, chỉ mua qua mạng này, rồi là qua được những cái giới thiệu của bạn bè này. Đó, các bạn muốn mà mong muốn một cái liệu trình trắng nhanh, cấp tốc. Và đấy, chính vì những cái vấn đề như thế mà người bán hàng cũng là bạn bất chấp tất cả. Mặc dù là giới thiệu là sản phẩm là thiên nhiên, nhưng mà không có một cái giấy chứng nhận chất lượng nào, mà chủ yếu là những cái sản phẩm là tự chế biến thôi. Đấy, và những cái sản phẩm đó thì là trên cái vỏ hộp thì ghi rất là mập mờ về thành phần và không có cái chứng nhận chất lượng do bất cứ một bộ nào cung cấp cả. Và theo tìm hiểu thì là mình biết được ấy, những cái sản phẩm mà trắng nhanh hay trắng cấp tốc hay tẩy nám hay là lột da này để cho được những cái làn da trắng mỡ thì bao giờ người ta cũng sử dụng những cái thành phần hóa học độc hại. Trong đó thì có thể kể đến như là hydroquin và là một cái thành phần là cấm sử dụng hiện nay này. Đấy, thì nhưng mà cái vấn đề của mỹ phẩm đó là dù bạn sử dụng hàng tốt, hàng xấu, hàng giả, hàng trộn hay là bất cứ những cái hàng nào ấy, thì ban đầu tiên là rất là khó để nhìn được cái hậu quả của nó, mà phải sau một thời gian khi bắt đầu bạn thấy da của mình là nhạy cảm hơn này, kích ứng này, nổi mụn, dị ứng với bất kỳ sản phẩm thiên nhiên nào ấy, thì là khi đó thì mới là biết là cái hậu quả là do một thời gian dài mình đã lạm dụng những cái sản phẩm mà trắng da này. Và thông thường ấy, trong lĩnh vực làm đẹp thì các chuyên gia luôn khuyến cáo là những cái thành phần được hiện đại nhất trong cái việc mà làm sáng da là trắng da hiện nay là được cấp phép như là vitamin C, là vitamin B3 đấy, mà đa phần là có sẵn trong các cái thành phần tự nhiên như là chanh này, việt quất này, cam thảo này, vân vân. Và những cái thành phần đó thì nó không mang lại cái kết quả trắng da tức thời, mà nó là cái sản phẩm mà cần thiết để nuôi dưỡng một cái làn da luôn sáng, khỏe mạnh và rạng rỡ đấy. Đấy, và ở những lứa tuổi từ 18 đến 25 thì các bạn chỉ cần dưỡng ẩm, bổ sung độ ẩm thường xuyên, làm sạch da thường xuyên và bổ sung độ ẩm thường xuyên là rất là sẽ có một làn da tốt rồi. Còn lại những cái lứa tuổi mà sau 25 thì bắt buộc phải là dùng chống lão hóa, có bổ sung collagen, acid hyaluronic và những cái thành phần khác như elastin để tăng độ dẻo dai, săn chắc cho làn da đấy. Còn ngoài cái 30 thì bắt buộc là phải dùng những cái dòng chống lão hóa tích cực hơn và với nồng độ đậm đặc hơn và chuyên sâu hơn, có chứa những cái peptide để mà có thể giúp các dưỡng chất xâm nhập sâu hơn vào các lớp của da. Đó. Quay trở lại cái vấn đề về làm thế nào để giải quyết cái vấn đề da mỏng, yếu, nhạy cảm, nổi mạch máu, hay là tìm những cái sản phẩm cho các cái spa trong cái liệu trình lăn kim phi kim, rồi là đốt nám, rồi là tẩy lột da sinh học hay là peeling da acid chẳng hạn, thì sau những cái liệu trình đó thì cần phải những cái sản phẩm mà làm dịu da nhanh này, chống sưng tấy này, chống phù nề và không bị đỏ da ấy. Thì là hôm nay mình cũng xin giới thiệu về những cái sản phẩm mà có khả năng mang lại cái hiệu quả cao cho những vấn đề đó này. Như các bạn đã biết ấy, thì là với sự phát triển vượt bậc về công nghệ như hiện nay thì không quá khó để tìm được những cái sản phẩm cho cái mục đích như vậy. Nhưng mà vấn đề là cái hàng đó có chuẩn hay không, có đúng là chính hãng từ nhà sản xuất ra hay không, có chứng nhận chất lượng hay không, hay và cái giá của nó có đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của bạn hay không đấy. Thì sau nhiều năm mà bên mình hợp tác với lại cái dòng dược mỹ phẩm Tiana, và đặc biệt là dựa trên những cái phản hồi tích cực
của khách hàng sau khi sử dụng những cái sản phẩm này thì Fairfood tự tin giới thiệu với các bạn cái bộ sản phẩm mà có chứa là bao gồm là tiên A1 này, cái dòng tiên A1 này, kem của nó là kem xe và cái mặt nạ Angelic số 5. Cái mặt nạ này thì người ta gọi là cái mặt nạ bột tảo biển có chứa trong đó là bột tảo biển và một số cái thành phần thảo dược để giúp cái tăng cường cái tác dụng làm dịu da rồi là giảm mẩn đỏ và sáng da nhanh ấy. Và cái mặt nạ này thì nó là mặt nạ nó có chứa vitamin C đấy, và cái nam việt quất thì các bạn cũng có thể nhìn trên vỏ hộp để thấy được cái thành phần của nó. Và cái mặt nạ này thì là nó khác với mặt nạ thông thường là nó là cái dạng bột dẻo, cho nên là khi mình đắp lên ấy, thì nó sẽ đông lại như bột dẻo và mình lột ra và không cần phải rửa lại, mình chỉ cần đắp xong lột ra và bôi kem dưỡng lên thôi. Thì để sử dụng bộ sản phẩm này thì bên mình cũng có hướng dẫn cụ thể trên từng vỏ hộp. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu sơ qua về cái thành phần của cái huyết thanh A1 này. Nó là cái thành phần mà nó là cái sản phẩm mà không thể thiếu được cái trong bộ cái sản phẩm này. Thì cái thành phần của nó thì nó gồm có những cái gel acid hyaluronic này, rồi chiết xuất từ hoa cúc này, hạt dẻ ngựa này, rồi là từ hạt phỉ này. Đấy, rồi là cả có cả cỏ xạ hương, rồi là có cả chiết xuất hương thảo ấy. Thì như các bạn đã biết ấy, cái gel acid hyaluronic ấy thì là một cái thành phần có trong cái cơ thể con người rồi, nó tham gia vào quá trình là tái tạo da rồi là thực hiện chức năng là giữ độ ẩm cho da, và nếu mà bổ sung thường xuyên thì lúc nào bạn cũng trông trẻ hơn so với tuổi, bởi vì theo lẽ tự nhiên thì cái thành phần này nó giảm đi đó, cho nên chúng ta phải bổ sung từ bên ngoài. Còn cái chiết xuất ở hoa cúc thì từ lâu đời thì đã biết là nó có tác dụng chống viêm và làm dịu da, đúng không? Còn chiết xuất từ hạt dẻ ngựa thì là giúp cho các vấn đề về suy giãn tĩnh mạch, các vấn đề về tuần hoàn máu ấy dưới da, và chống sưng phù nề cũng như là cái nổi mà vấn đề nổi mạch máu dưới da này. Chiết xuất từ cây phỉ thì là có một cái, nó là cái loại thảo mộc rất là hữu ích, có cái tác dụng là làm dịu da này, rồi là hút cái lượng mỡ thừa, lượng dầu thừa trong các lỗ chân lông này, giảm sưng đỏ và hạn chế mụn trứng cá. Còn chiết xuất từ cái cỏ xạ hương thì cũng có rất là nhiều cái tác dụng để làm cho các vấn đề về mẩn đỏ rồi là dị ứng nó giảm đi đấy. Thì nói chung là tất cả các thành phần này được liệt kê rõ trên cái vỏ hộp và chỉ có bằng đó thành phần thôi, và thêm một cái thành phần nữa là cái chất bảo quản và nó được cấp phép của cái Bộ Y tế đấy. Và cũng xin nói qua đó là cái dòng sản phẩm này ấy, thì bên mình đã nghiên cứu rất là lâu trước khi mà nhập về đấy, và nó đảm bảo được là đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí về nhập hàng của bên mình, đó là có chứng nhận chất lượng này, đã được kiểm nghiệm thị trường này, và đã có những cái phản hồi tích cực từ phía khách hàng này đấy. Và mình cũng nhân cái tiện ấy, cái video này thì mình cũng xin nói sơ qua là trên thị trường ấy thì các bạn biết là cái dòng C1 của trắng da trị nám ấy là cái dòng mà cực kỳ hot tại Việt Nam ấy, thì nhà sản xuất cũng khuyến cáo là nó đã có một cái có một cái nhà công ty sản xuất từ Trung Quốc ấy cũng đã làm nhái lại tất cả những cái sản phẩm của Tiên A, và hy vọng là các bạn khi mà lựa chọn sản phẩm thì nên chọn ở những cái store hoặc là những cái nơi uy tín có đầy đủ các giấy tờ và chứng nhận chất lượng ấy, để khi mà mua hàng thì mình không phải mua hàng giả, không mua phải hàng giả này. Và về cách sử dụng cái bộ sản phẩm mà mình nói ở trên thì trước hết là các bạn phải tùy vào vấn đề da của mình nữa. Đầu tiên là các bạn sẽ làm sạch da, thì có thể các bạn sẽ tùy vào da dầu, da khô, da nhạy cảm hay là da mụn hay là da như thế nào, thì đầu tiên là chúng ta cũng sẽ phải làm sạch da với những cái sản phẩm như là sữa rửa mặt hay nước hoa hồng. Thì Tiana nó cũng có những cái sản phẩm mà giúp cho cái vấn đề đó. Thì là nếu mà da khô nhạy cảm ấy, thì các bạn có thể dùng cái dòng P1, còn nếu mà da dầu và hỗn hợp thì dùng P2,
và cái nước hoa hồng của nó thì lại có cái tác dụng là 2 trong 1, vừa kiêm cả xịt khoáng nữa và cung cấp cái năng lượng cho da. Chính vì thế mà chúng ta có thể sử dụng nó bất cứ khi nào chúng ta muốn. Đấy, sau khi làm sạch da xong thì chúng ta sẽ bôi cái serum A1, nó là cái serum dạng ống, thì chúng ta có thể mua cái bơm kim tiêm về và hút ra. Đấy, sau đó một cái lượng hút ra một lượng cần thiết và chúng ta bôi lên mặt đấy, để có thể là chúng ta không cần phải mở nắp và được bảo quản nó lâu hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ thì nó là mặt nạ bột dẻo, cho nên chúng ta sẽ phải pha rất là nhanh. Đấy, đắp xong mà chúng ta sẽ sau 15-20 phút nó đông lại và lột ra. Và sẽ dùng đến cái kem xe, là kem đi cùng bộ của nó vừa. Mục đích là cái kem serum là nó sẽ giải quyết các vấn đề, sửa chữa các vấn đề sâu của các lớp da. Còn lại kem thì là khóa độ ẩm và dưỡng cái bề mặt da, cho nên là không thể thiếu. Đấy, và qua cái nói chung là mình cũng chỉ xin giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm này, và cam kết với các bạn là tại Fairfood thì là tất cả các sản phẩm thì đều có chứng nhận chất lượng và hợp đồng với nhà sản xuất, cho nên các bạn cũng có thể yên tâm để khi lựa chọn sản phẩm và không mua phải hàng nhái, hàng giả. Một vấn đề đó là cái vấn đề mà mình hy vọng là trong cái video này thì mình có thể cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích nhất về những cái vấn đề da mỏng, yếu, nhạy cảm và nổi mạch máu dưới da, cũng như mà một cái giải pháp cho các spa cao cấp ấy, hoặc là bất kỳ spa nào mà muốn một cái nguồn hàng ổn định và giá phải chăng thì có thể là tham khảo những cái sản phẩm này. Và hy vọng là sẽ được giới thiệu nhiều hơn nữa những cái sản phẩm hữu ích cho các bạn. Xin chào.